Dạ vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Trang Sức Cao Quý của mình. Thì hôm nay mình có cái mẫu mặt dây chuyền thì mình làm cho khách hàng, thì tiện đây mình xin chia sẻ với các bạn. Đây, đây là mặt mẫu dây chuyền bên mình làm dáng vô sự bài này các bạn này. Đấy. Thì mình sẽ quay qua cho các bạn xem. Đấy. Chất của bên mình làm là chất ngọc bích vân các bạn nhé. Chất ngọc bích vân cực đẹp luôn. Thì tí nữa thì mình sẽ giới thiệu và chỉ cho các bạn là tại sao mình nói là chất ngọc bích vân. Trên thị trường nó tồn tại những ngọc gọi là ngọc bích thì nó sẽ khác nhau, các bạn sẽ phân biệt. Nếu mà người nào không biết thì các bạn chỉ cần các bạn nghe đến tên ngọc bích thì gần như các bạn chỉ biết là ngọc bích thôi. Đó, cái hàng ngọc bích nó rất nhiều là loại, thì hàng trên thị trường là hàng phổ thông, còn cái hàng này bên mình nó gọi là hàng ngọc bích vân. Hàng này thì nó giá trị cao hơn hàng ngọc bích thường nhé. Đấy, đây là dáng vô sự bài bên mình mài cho khách hàng này, các bạn nhìn này. Đấy, chất nó thịt nó liền, nhìn nó không có dạng. Đây. Đấy. Thì đây thì mình sẽ dùng một chiếc đèn để mình kiểm tra và mình giới thiệu cho các bạn tại sao mình nói cái chất ngọc của mình gọi là ngọc bích vân nhé. Cái đèn soi của mình hiện tại thì mình không cần, thì mình lấy luôn cái đèn điện thoại này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, mình chỉ cần kiểm tra qua thôi là nhìn nó đã biết cái chất ngọc của bên mình này. Đấy các bạn nhìn này, soi thì soi miếng ngọc các bạn nhìn này, đấy nó không có dạn này. Để đánh giá một miếng ngọc này, như bên mình này, đấy ngọc không dạn này, ngọc đẹp này, ít ruồi này, chất xanh này, trong này, và đặc biệt như miếng này của bên mình này, các bạn nhìn này, nó sẽ có vân ở bên trong. Là các bạn thường hay nhìn những cái lăng loang mà nó thành những cái đám mây đấy, đấy dân chơi người ta hay gọi nó là vân và mây. Đấy, các bạn nhìn thì các bạn để ý thì cái hàng này nó sẽ đắt hơn những cái hàng thường. Đấy. Đấy, đây là chất ngọc của bên mình thì mình vừa mới sơ qua cho các bạn. Đấy, bạn nào hợp mệnh như là mệnh mộc, đấy, mệnh thủy, các bạn có hợp mệnh thì các bạn muốn làm những cái mặt dây chuyền từ đá ngọc bích vân, các bạn có thể liên hệ bên mình nhé. Thì bên mình là một xưởng mài đá, bên mình là nhận gia công và chế tác đá theo yêu cầu. Đấy. Vâng, video của mình thì đến đây là kết thúc rồi. Mình xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.